Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký và đăng nhập tài khoản sổ sức khỏe điện tử ở trên điện thoại Samsung. Với những dòng điện thoại khác thì cái cách làm nó cũng tương tự như vậy. Đầu tiên các bạn hãy vào cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử ở trên điện thoại của các bạn trước. Các bạn bấm vào đây. Ở bước này nếu như các bạn đã có tài khoản rồi thì các bạn hãy bấm vào đăng nhập ở chỗ này. Còn nếu như các bạn chưa có thì các bạn bấm vào cái nút đăng ký ở đây để đăng ký cho mình một cái tài khoản. Sau đó các bạn hãy nhập vào tất cả những cái ô mà người ta điền sẵn ở đây cho các bạn. Ví dụ như họ và tên thì các bạn sẽ nhập vào như thế này. Sau đó các bạn nhập vào cái số điện thoại ở đây. Rồi các bạn nhập vào cái mật khẩu ở chỗ này. Ví dụ như mật khẩu các bạn đặt cái gì cũng được. Và ít nhất là phải 8 ký tự giống như ứng dụng thông báo ở dưới đây. Ví dụ như mình sẽ đặt như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó các bạn nhập lại cái mật khẩu ở bên dưới đây một lần nữa y hệt như cái trên. Ở trên đây các bạn nhập mật khẩu như thế nào thì các bạn cũng nhập lại cái mật khẩu ở bên dưới này một lần nữa y hệt như vậy. Sau đó các bạn có thể bấm vào cái con mắt chỗ này nè. Các bạn bấm vào đây các bạn xem lại coi mình nhập có đúng hay không. Đó các bạn có thể bấm vào con mắt chỗ này. Cái con mắt này nó giúp cho các bạn xem lại, bởi vì nhiều khi cái dấu đen đen này nè, nếu như mà mình nhập sai mà mình không biết thì các bạn sẽ không biết các bạn nhập sai chỗ nào. Còn có cái con mắt chỗ này thì nó sẽ giúp cho các bạn xem lại mật khẩu của bạn nó được dễ dàng hơn. Sau đó các bạn bấm vào chữ tiếp tục ở chỗ này. Ở bước này thì các bạn thấy nó sẽ gửi cho mình một cái mã OTP. Như các bạn thấy thì mình đã nhận được một cái mã OTP lúc nãy, thì các bạn hãy nhập vào cái mã OTP đó vào đây. Khi các bạn nhập đúng thì ứng dụng nó sẽ tự động nó load và nó sẽ báo cho các bạn biết là bạn đã đăng ký tài khoản thành công. Thì mình sẽ tiến hành mình đăng nhập ở đây. Như vậy thì mình sẽ tiến hành mình đăng nhập tài khoản của mình bằng cách là nhập vào cái số điện thoại của mình ở đây, là cái số mà hồi nãy mà mình đã đăng ký ở bước đầu. Sau đó mình sẽ tiến hành mình nhập vào cái mật khẩu chỗ này. Các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là bấm vào cái con mắt ở đây. Sau đó các bạn bấm vào chữ đăng nhập ở đây. Khi mà các bạn đăng nhập vào tới bước đây rồi thì các bạn hãy tiến hành cung cấp đầy đủ những cái thông tin của các bạn. Ví dụ như các bạn sẽ thấy trong đây nó sẽ có rất là nhiều cái thông tin. Thì các bạn cứ điền hết tất cả những cái thông tin này vào đây. Ví dụ như ngày tháng năm sinh, cái chỗ nào mà chưa có thông tin thì các bạn cứ bấm vào. Ví dụ như mình sẽ điền thông tin của mình là như thế này chẳng hạn. Ví dụ như mình sinh ngày 1 tháng 1 năm 1980. Ví dụ như vậy. Thì các bạn có thể kéo cái này xuống đây. Sau đó các bạn bấm vào chữ xác nhận ở đây. Rồi các bạn nhập vào cái số thẻ bảo hiểm y tế của các bạn. Các bạn có thẻ bảo hiểm y tế thì các bạn hãy bấm vào đây. Ví dụ như mình nhập vào cái thẻ bảo hiểm y tế của mình, nó có cái số là ví dụ như AB gì đó. Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chẳng hạn. Thì các bạn hãy xem lại trên cái thẻ bảo hiểm y tế của các bạn nó là số mấy thì các bạn nhập vào ở đây. Tương tự như vậy thì các bạn cũng nhập vào số chứng minh nhân dân hoặc là căn cước công dân của các bạn. Ví dụ như bạn có số chứng minh nhân dân là 9876543321 thì các bạn nhập vào vô chỗ này. Rồi mối quan hệ với tôi thì các bạn cứ bấm vào đây. Ví dụ như các bạn đăng ký cho mình thì các bạn bấm vào chữ tôi. Còn các bạn đăng ký cho người thân của các bạn giống như là bà ngoại, bà nội, ông nội, cháu, em, chị, anh gì đó thì các bạn chọn ở bên dưới đây. Như vậy trong trường hợp này mình đăng ký cho mình thì mình sẽ chọn tôi ở đây. Rồi các bạn chọn tỉnh, thành phố. Ví dụ như các bạn ở thành phố nào thì các bạn chọn. Ví dụ như mình ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì mình sẽ bấm vào thành phố Hồ Chí Minh ở đây. Sau đó các bạn bấm tiếp để chọn quận huyện. Ví dụ như mình ở quận Tân Bình thì mình sẽ kéo xuống mình chọn cái mục là quận Tân Bình. Ở đây để mình kéo xuống coi sao mình chưa thấy cái quận Tân Bình ở đâu.
Đây mình nếu như không thấy thì mình có thể bấm vào đây. Mình tìm cái chữ là Tân Bình hả? Đây. Thì các bạn thấy nó sẽ ra, mình sẽ bấm vào quận Tân Bình ở đây. Rồi mình sẽ chọn tiếp phường xã chỗ này. Rồi ví dụ như mình ở phường 11 thì mình sẽ chọn là phường 11. Rồi các bạn ở đâu á thì các bạn cứ chọn vào đây. Ví dụ như các bạn bấm vào đây hôm sớm. Ở đây mình chỉ ví dụ như thôi nha các bạn. Ví dụ như các bạn ở cái địa chỉ là 000 Lạc Long Quân chẳng hạn. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới. Rồi các bạn chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, các bạn bấm vô đây. Ở đây mình sẽ tìm cái chữ Tân Bình. Bệnh viện quận Tân Bình thì ví dụ như vậy thì mình sẽ bấm vào đây, mình chọn. Các bạn cứ chọn theo cái của các bạn, ở đây mình chỉ hướng dẫn sơ để cho các bạn biết cách sử dụng cái này thôi. Thời hạn sử dụng thẻ, ví dụ như các bạn bấm vào chọn từ ngày đây. Ví dụ như các bạn sử dụng thẻ từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho đến 1 tháng 1 2022 thì các bạn kéo lên như thế này. Các bạn coi cái thời hạn ở trên thẻ của các bạn, thẻ bảo hiểm y tế. Ở đây mình sẽ bấm chữ xác nhận. Rồi ở đây mình sẽ chọn 1 tháng 1 2022. Sau đó mình bấm vào chữ xác nhận ở đây. Thời điểm đủ 5 năm liên tục. Ở đây mình sẽ bấm vào đây cái 5 năm liên tục là các bạn chọn tới ví dụ như tới 2023 là nó đủ 5 năm liên tục, nó xác nhận. Ở đây nếu như các bạn có email thì các bạn điền vào. Ví dụ như cái email của mình là hướng dẫn học tin học a@gmail.com thì mình sẽ nhập vào email mình đây. Sau đó mình lướt xuống bên dưới, các bạn có thể khai báo cái chiều cao và cân nặng của các bạn thì các bạn bấm vào đây. Ví dụ như các bạn cao 1,5 m thì các bạn hãy nhập vào 150, ở đây đơn vị tính là cm. Rồi ví dụ như vậy các bạn bấm vô đây, các bạn cân nặng 50 kg thì bạn nhập vô 50. Rồi bên đây nó sẽ tự động nó ra nhóm máu, thì các bạn muốn biết các bạn nhóm máu nào thì các bạn bấm vô đây. Ví dụ như mình không biết cái nhóm nào thì mình chọn không xác định, và ở đây mình biết thì O, A, B hay là gì đó thì mình sẽ chọn vô. Ví dụ như đây trong trường hợp này mình không biết cái nhóm nào thì mình sẽ chọn là không xác định. Rồi bên dưới đây cũng vậy, nhóm máu RH mình cũng không xác định luôn. Tiền sử bệnh thì mình có bệnh gì không, ví dụ như không có gì hết thì mình bấm vô đây và nhập vào chữ không. Sau đó các bạn kéo xuống bên dưới, các bạn chọn quốc tịch, các bạn bấm vào đây, các bạn chọn quốc tịch Việt Nam, dân tộc các bạn chọn vào đây, dân tộc Kinh, tôn giáo ví dụ như các bạn đạo Công giáo thì các bạn bấm vào đây. Rồi nghề nghiệp thì các bạn bấm vô đây. Ví dụ như các bạn sẽ chọn cái nghề nghiệp của các bạn. Nếu như các bạn không có trong cái mục nào ở trong đây á thì các bạn sẽ chọn cái mục là khác ở chỗ này. Rồi các bạn chọn cái khu vực. Ở đây nó có khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 thì mình cũng chưa biết cái khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3 là như thế nào. Thì các bạn chịu khó lên Google các bạn search coi các bạn thuộc khu vực nào thì các bạn chọn cái khu vực đó. Ví dụ như giả sử như các bạn ở khu vực 1 thì các bạn bấm vô khu vực 1. Sau đó các bạn bấm vào lưu ở đây. Khi các bạn thấy xuất hiện ra cái màn hình như thế này, các bạn đã cập nhật thông tin thành công. Thì cái việc đăng ký cũng như là đăng nhập và cập nhật thông tin ở trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.